Chắc hẳn là những anh em mà từng chơi flycam thì sẽ biết đến một cái khái niệm, đó chính là FPV drone. Thực ra đây là một cái khái niệm nó không hề mới. Thế nhưng mà khi mà anh em đã quan tâm đến FPV drone ấy, thì anh em cũng sẽ biết rằng là FPV drone và flycam nó là hai cái bộ môn chơi hoàn toàn khác nhau. Thế nên là trong video này thì mình sẽ phân biệt cho anh em giữa FPV drone và flycam nhé. Và ở trong video này thì mình sẽ chia cái video mình ra làm 4 phần. Phần đầu tiên thì mình sẽ phân biệt cho anh em về khái niệm của FPV drone. Cái phần thứ hai thì mình sẽ chỉ ra cho anh em cái sự khác biệt về ngoại hình cũng như là trang bị ở trên hai thiết bị này. Phần thứ ba thì sẽ là chỉ ra sự khác biệt về cách chơi. Và cuối cùng thì sẽ là cái mục đích sử dụng cũng như là giá thành của từng sản phẩm. Đầu tiên thì để mà cho anh em có thể là hiểu rõ hơn về cái khái niệm là FPV drone thì mình sẽ lấy một cái ví dụ thế này. Chắc hẳn là anh em nào cũng đã từng chơi qua PUBG Mobile này hay là PUBG PC chẳng hạn. Thì ở trong cái tựa game này nó sẽ chia cho anh em làm hai cái chế độ chơi, đó là FPS và TPS, tức là chơi ở góc nhìn thứ nhất và góc nhìn thứ ba. Vậy thì FPS nó cũng tương tự như cái định nghĩa FPV drone. FPV thì nó được viết tắt của ba cái từ, đó là First Person View, tức là góc nhìn thứ nhất. Nôm na là anh em có thể hiểu rằng là khi mà chúng ta chơi ở góc nhìn thứ nhất thì chúng ta sẽ hóa thân vào nhân vật và cái nhìn của chúng ta nó sẽ chân thật hơn. Và với FPV thì cũng như thế. Anh em có thể hiểu là khi mà chúng ta chơi flycam ấy thì anh em chỉ có thể là thu lại những cảnh quay ở trên cao mà thôi. Còn với FPV drone thì chúng ta sẽ thực sự là một người phi công và anh em hoàn toàn có thể là trải nghiệm những cái cảnh quay ở trước mặt chúng ta mà không cần phải nhìn qua màn ảnh. Đó là cái điểm khác biệt giữa FPV và flycam. Vậy thì cái điểm khác biệt này nó nằm ở đâu? Cái điểm khác biệt này ấy, thì nó sẽ nằm ở trong cái phần trang bị của những cái thiết bị bay này. Với một chiếc flycam khi mà anh em muốn bay ấy, thì chúng ta sẽ phải có những cái thiết bị như là đầu tiên nhá, thì anh em sẽ phải có cho mình đó là một cái điều khiển này. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải có cho mình là đó là một cái smartphone để anh em có thể là xem những cảnh quay cũng như là chúng ta có thể là xem cái flycam của mình nó đang ở đâu. Còn với FPV thì chúng ta vẫn sẽ có cho mình đó là một cái điều khiển, đó là một điều chắc chắn rồi. Thế nhưng cái điểm khác biệt nó nằm ở một cái thiết bị ở đây, đó chính là một cái kính FPV. Cái kính này thì nó có cấu tạo giống như là kính VR, nhưng mà cái tác dụng của nó đó là truyền hình ảnh từ cái chiếc flycam của chúng ta về cái kính này. Và đấy chính là cái điểm mà nó tạo nên cái sự khác biệt giữa FPV drone và flycam. Và đó là về cái trang bị của từng thiết bị bay. Còn cái thiết bị bay nó cũng là một cái phần khác nữa ở hai khái niệm này. Với một chiếc flycam thì gần như là chúng ta đã được trang bị cũng như là tối ưu rất là nhiều thứ để có thể là phục vụ cho cái việc đi quay chuyên nghiệp. Tức là gần như là anh em không cần phải là thêm bất kỳ một cái đồ gì ở trên chiếc flycam của mình cả. Và kể cả khi mà anh em có muốn thêm đồ ở trên flycam ấy thì chúng ta cũng không thể nào mà thêm được, bởi vì là nó sẽ bị quá tải cái motor và dẫn đến cái việc là bị cháy flycam. Còn với FPV drone thì đây nó lại một cái định nghĩa khác so với flycam. Tức là với flycam ấy, thì anh em hoàn toàn là không thể thêm bất kỳ đồ đạc nào. Còn với FPV drone thì đây nó là một cái khái niệm khác. Anh em hoàn toàn có thể coi nó như là một cái bộ PC và chúng ta sẽ build từng đồ một ở trên chiếc PC của mình sao cho có thể là phù hợp với cái mục đích sử dụng của mình nhất. Vậy nên là FPV drone nó sẽ là một cái thiết bị bay mà chúng ta sẽ có thể là thêm rất nhiều đồ lên, nó tùy theo cái sở thích cũng như là cái mức độ kinh tế của chúng ta có. Và tất nhiên rồi, khi mà anh em build những cái đồ đến đây ấy, thì chúng ta sẽ phải đòi hỏi là những cái người chơi FPV phải có kiến thức rất là sâu rộng về cái vấn đề này để có thể là không bị tổn thất về vấn đề kinh tế. Tiếp theo thì mình sẽ phân biệt cho anh em về cách chơi. Với mình nhá, thì flycam nó chỉ là một cái thiết bị bay ở trên không và nó được tối ưu rất là nhiều những cái tính năng để dành cho quay phim. Giống như là ở trên một chiếc flycam của DJI này thì nó sẽ có được build thêm những cái bước pan này, những cái tính năng như là zoom in, zoom out và thậm chí là cả dolly zoom nó cũng đã có được ở trang bị ở trên chiếc Mavic 2 Zoom rồi. Còn với FPV drone thì đây nó là một cái thiết bị dành cho những người yêu thích cái sự mới lạ này, những cái trải nghiệm mạo hiểm và đặc biệt là chúng ta có thể là quay 360 độ này hay là lật ngược cái chiếc drone của mình lên. Đây là một cái tính năng mà chúng ta không thể nào làm được ở trên flycam. Cộng thêm cái việc là chúng ta được trang bị thêm một cái kính FPV nữa ấy, thì nó sẽ mang lại cho anh em một cái trải nghiệm nó rất là chóng mặt. Và đó là cái sự khác biệt về cách chơi giữa flycam và FPV drone. Và vậy thì với cái sự khác biệt này thì nó cũng tạo nên những cái mục đích sử dụng khác nhau. Với flycam ấy, thì anh em biết rằng là chúng ta thường sử dụng flycam với cái mục đích thương mại. Tức là anh em sẽ mang nó để đi quay này, chúng ta có thêm những cảnh quay ở trên cao để sinh động hơn cho cái video của mình. Còn với FPV drone, chúng ta cũng hoàn toàn có thể là mang đi cho những sản phẩm thương mại. Thế nhưng
với những cái job mà nó yêu cầu những cảnh quay đột phá này, những cảnh quay mới lạ, thì FPV drone nó luôn là một cái sự lựa chọn hàng đầu khi mà anh em quay những cái job như thế này. Và với những cái chế độ bay ở trên FPV drone thì có một cái lĩnh vực nữa mà nó cũng đang rất hiện hành, đó là racing, hay có thể gọi là đua máy bay. Thì cái vấn đề này mình sẽ làm rõ hơn ở trong một cái video tiếp theo cho anh em. Vậy thì còn về cái giá thành của hai cái thiết bị này, nó có chênh lệch nhau quá là nhiều hay không? Thì với Flycam, anh em chơi lâu năm thì anh em cũng sẽ biết rằng là với một chiếc Flycam thông thường ấy, thì chúng ta sẽ phải bỏ ra từ 15 cho đến 50 triệu để có thể là sở hữu một chiếc Flycam với những cái tính năng rất là mới. Còn ở trên chiếc FPV drone ấy, thì như mình đã nói với anh em ở đầu video, đây là một cái thiết bị mà anh em hoàn toàn có thể là tự build được. Thế cho nên là cái mức giá nó sẽ dao động từ khoảng 10 cho đến 15 triệu là chúng ta đã có được một chiếc FPV drone rồi. Đó là về cái mức giá của hai cái thiết bị này. Và vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho anh em cái sự khác biệt giữa FPV drone và Flycam. Và mong rằng là với chia sẻ của mình thì sẽ giúp ích cho anh em trong cái việc là build một bộ FPV drone chẳng hạn. Và cuối cùng thì nếu em thấy thích video này, đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhé. Chào anh em.